giấc mơ du học Mỹ của công ty Tương Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay có sự góp mặt của bạn Lê Thụy Như Quỳnh, là một du học sinh vừa mới đậu visa. Thì Như Quỳnh sẽ cùng chúng ta chia sẻ những cái trải nghiệm thực tế để có visa Mỹ. Chào Như Quỳnh. Thì Như Quỳnh có thể chia sẻ với các bạn là đôi nét về bản thân mình. Thực ra là hiện tại em đang làm việc tại công ty về marketing và event của Hồng Kông. Thì em công tác cũng hơn 2 năm rồi. Thì trong quá trình làm việc thì em cũng có làm việc và tiếp xúc với nhiều đối tác khách hàng là đến từ nhiều quốc gia. Nên là do đó em cảm thấy là em muốn đi học du học Mỹ để mà có thể bổ sung thêm kiến thức về marketing, đồng thời là trao dồi tiếng Anh giọng Mỹ để mà nó sẽ phục vụ tốt cho công việc của em sau này. Qua Mỹ thì Như Quỳnh sẽ học trường nào? Dạ em học trường Portland State University ở tiểu bang Oregon. Lý do tại sao thì Như Quỳnh lại chọn cái trường này để du học? Tại vì em cũng có lên mạng tìm hiểu cũng như dưới sự tư vấn của bên mấy anh chị ở đây á, thì em chọn trường này là vì trường này có đào tạo rất là nhiều chuyên ngành. Trong đó marketing em đang học là cái ngành nữa là đào tạo tốt tại trường. Như Như Quỳnh chia sẻ thì Như Quỳnh sẽ qua Mỹ học cái chuyên ngành là chính là marketing. Dạ. Đúng không? Thì qua bên Mỹ thì Như Quỳnh sẽ học về chuyên ngành này cũng như là cái định hướng của Như Quỳnh sau khi học xong thì Như Quỳnh sẽ như thế nào? Tại vì em muốn học chương trình này tại vì nó sẽ bổ sung kiến thức cho em về marketing để mà khi em quay trở lại, học xong quay trở lại Việt Nam em tiếp tục làm việc ở công ty với lại một cái chức vụ có thể là tốt hơn, mức lương tốt hơn là cải thiện về cái sự nghiệp của mình ở Việt Nam. Làm sao thì Như Quỳnh biết được tới dịch vụ của Tương Đại Dương? Thực ra là khi em có ý định thì em lên mạng em tìm hiểu rất là nhiều thông tin, rất là nhiều công ty tư vấn. Thì trong đó cũng có lên website đọc và thấy được là có rất là nhiều cái bài chia sẻ thực tế từ những bạn đã đậu visa từ Tương Đại Dương rồi. Nên em cảm thấy em rất là tin tưởng tại vì cái này là một cái ước mơ rất là lớn của em. Nên em cảm thấy là em muốn phải tìm cái nơi nào thực sự là chuyên nghiệp và có cái sự tin cậy như vậy để mà em làm hồ sơ. Thì em có đến gặp chị Bích ở bên Trần Hưng Đạo. Thì chị Bích tư vấn cho em. Mà trong suốt quá trình làm thì cũng có nhiều cái vướng mắc về hồ sơ, giấy tờ hay này kia. Thì chị ghi lại, chị với lại anh Khôi rồi lúc em học phỏng vấn thì phải nói là thực sự rất là nhiệt tình. Và em cảm thấy giống như là họ làm không phải đơn giản là vì trách nhiệm mà là vì đó là biết là cái đó là đang chắp cánh một cái ước mơ cho các bạn nào có cái mong muốn đi học. Nên em cảm thấy là em rất là hài lòng và em cảm thấy là em lựa chọn như vậy rất là sáng suốt. Và cho tới bây giờ thì em đã có visa là ngay lần đầu tiên phỏng vấn, dù em đã 29 tuổi rồi. Thì em cảm thấy là em rất là cảm ơn công ty cũng như mấy anh chị là đã hỗ trợ cho em trong suốt cái thời gian em làm hồ sơ vừa qua. Thì một lần nữa Tân Đại Dương xin chúc cho Như Quỳnh sẽ có học tập thật là tốt tại đất nước Mỹ cũng như là khi trở về Việt Nam sẽ có một vị trí như là Như Quỳnh mong muốn. Dạ. Một lần nữa xin cảm ơn. Dạ. Em cũng cảm ơn công ty cũng như là chúc cho công ty là một cái bệ đỡ vững chắc cho chắc cánh cho những bạn nào có ước mơ du học.